Trong bối cảnh nhiều mặt hàng tăng giá, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Bộ nhất trí với giải pháp của Bộ Tài chính tiếp tục giữ nguyên, không tăng giá dịch vụ giáo dục năm học 2022-2023. Theo quy định, bắt đầu từ tháng 9 của năm học 2022-2023 sẽ tăng học phí. Với lộ trình này, giáo dục mầm non công lập tăng khoảng 75%, đại học tăng khoảng 12,5%. Theo ước tính, giá dịch vụ giáo dục điều chỉnh sẽ tác động tới CPI bình quân cả nước năm nay tăng khoảng 0,55-1,05%. Và học phí năm học 2022-2023 dự kiến tác động tới CPI tăng 1,5-2,8%. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhất trí với giải pháp của Bộ Tài chính tiếp tục giữ nguyên không tăng giá dịch vụ giáo dục năm học 2022-2023. Lý giải giá sách giáo khoa của Bộ mới tăng cao là so với các bộ sách cũ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay trước đây chi phí biên soạn in ấn do nhà nước cấp, nay thực hiện xã hội hóa, các nhà xuất bản bỏ tiền ra để biên soạn in ấn nên giá thành cao hơn. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành chỉ thị yêu cầu giảm giá sách giáo khoa, không ép mua sách tham khảo.